Hello, chào anh em ha. Hôm nay em làm cái clip khai xuân ha. Đầu năm mới cũng chúc anh em mã đáo thành công ha, thành buồm xuôi gió. Hôm nay em muốn về được ít hàng ít trước Tết mà em không kịp dọn. Được vài món với em, một vài món hàng cũ ha. Em về được ít dây nguồn nè. Còn sợi này hôm trước Tết còn lại một sợi nè. Nay em về đây 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 bộ này mới nè. Vít 14V Hitachi full bộ ha. Con bào Boss mới 100%. Đó này hàng chính hãng 22 nha anh em. Đây anh em về được một bộ vít Hitachi 18V không than. Anh em nào cần sạc thì em sẽ lấy thêm ha. Bộ này là zin mà chưa có sạc. Này em lên em sẽ khai xuân giá đầu năm con cái bộ 40V này của Makita ha. Đây một mớ máy này. Đây em mới về được một con nhám băng Yodogawa, con này 200V ha, 1050W. Em khai xuân con phan bàn ở lại ha. Đây em về được một con cắt gốc Makita NLS 1040, con này có nghiêng. Một con nhám băng mini ha, một con nhám băng lớn với một con nhám băng mini, hai con nhám tăng khoan bê tông rồi ha. Thôi vô đi, mình sẽ giới thiệu từng món. Lâu quá rồi không có lên clip rồi, ăn Tết 2 tuần lễ, ăn Tết quá trời mà. Em khai xuân đầu năm mới thì em sẽ về clip 1 ha, clip số 1, mã số 1 luôn. Còn như là clip mới là của năm mới ha, năm cũ bỏ qua đi, năm cũ quá bớt rồi này bỏ. Hôm nay mình làm lại ha. Mã số 1 của clip số 1 năm 2024 ha. Em bán dây nguồn trước đi, dây nguồn lúc này bãi nó mới mở, nó chưa có này, cho nên là chỉ có mấy sợi thôi. Mã số 1 gồm có 5 sợi dây nguồn ha. 5 sợi dây nguồn. Sợi này của Makita nè, 12A 4,7 ha. 12A thì anh em xài 100V á thì anh em xài được 1250W đổ lại ha. Còn nếu anh em xài 22 thì nó sẽ gấp đôi lên, tương nhân gấp đôi lên. Này cũng Hitachi 4,2 ha. Này 4,7, này 4,2 cũng 12A nè. Này 4,2 Hitachi cũng 12A ha. Này 4,4 12A. Hitachi này 4m 12A Hitachi. Rồi thấy mẹ không, bao ngủ đâu hết rồi. Này rồi khai xuân cho anh em ha, 450 năm sợi này. Dây nguồn chỉ nhận chuyển khoản trước thì em bao ship anh em ha. Bốn trăm rưỡi năm sợi, 450 thôi giá khai xuân. Đây rồi, mã số 2 gồm có 3 sợi ha. 3 sợi này dây 7 mét đổ lên nha anh em. 7 mét đổ lên ha. Rồi đầu tiên là sợi Hitachi. Hitachi 7,1 m. Sợi này 14A ha. Này nó dính cái gì nha anh em, chứ không phải nó lỗi đâu ha. Đây, cạo ra. Dây em bao không đặt lỗi ha. 7,1 m 14A Hitachi. Sợi này 7,5 m, dây Makita ha. 12A. Cái này 7,5 m Hitachi 15A. À, 2 sợi 15A, 1 sợi 12A ha. Rồi 3 sợi này để cho anh em 500 ngàn thôi. Dây này là dây Nhật Bãi ha, vỏ cao su nha anh em. Dây cắt máy ra,
Mã số 2 ha, 500 ngàn. Mã số 2 500k. Rồi, mã số 3. Dây này là dây dây em cắt ra từ rulo Hayata ha. Dây rulo Hayata made in Japan ha. Này là nguyên sợi dây rulo luôn, cắt ra nguyên một cuộn luôn. Là anh em về có cái vỏ rulo, anh em có thể gắn vô thành cái rulo luôn, hoặc anh em xài dây nguồn gì đó tùy anh em ha. Dây này là 29m 3 lỗi ha, 3 x 2.0. Dây 2.0 của Hayata ha. 2.0 là anh em xài được máy hàng điện tử nha anh em. Vít nó 3 chân ha, nhưng mà mình có thể rút cái chân đó là nó xuống, có thể rút cái chân mát này xuống ha. 29m dây em bao không tật lỗi ha, cả 29m này là không tật lỗi ha. Rồi mã số 3 để anh em 850. Số 3 850. Ngay em lên cho anh em một cái thùng bào bót ha. Thùng này là hàng chính hãng nha anh em, hàng thanh lý của cửa hàng ha, mới 100% chưa qua sử dụng ha. Nó có còn bảo hành luôn nha anh em, nó bảo hành 5 tháng hay 6 tháng gì á. Đây phụ tất cả phụ tùng của nó nè. Đây là một cái cử, cái cử để anh em bào cho nó thẳng á. Cử nè, máy này ha, đây là cái cử mài lưỡi bào, cái này là cử canh lưỡi bào nè ha, là nguyên một thùng nó là có đầy đủ như vậy. Con bào này là bào lưỡi 82 ha, mã của con này là GHO6500, điện zin 22 ha, hàng chính hãng của mình. Con này tới 650W lên nè. Đây là dòng bào mà mạnh nhất á, mạnh hơn Makita luôn. Makita chỉ có 400 mấy, 408. Đây còn phiếu bảo hành luôn nè. Em chỉ cần cào cái mã, cào cái mã ra anh em nhắn tin lên tổng đài là anh em được bảo hành thôi. Đây, hai cái cử của nó là giống như trên hình nè. Với một cái cử này nữa nè. Đây cái cử, cử để anh em bào thẳng á. Ha, bỏ ở đây. Đây, mới 100% nha anh em. Dây nguồn được 5m ha. Mới 100%. Đây là cái tem chống là hàng giả ha. Ở trên đây nó có số seri, chưa có cào ra đâu nha anh em. Em chỉ cần cào ra, cào cái lớp bạc này ra, nhắn cái tin cái mã này lên tổng đài là nó được bảo hành ha. 220V ha, 650W, 16.500 vòng. Con này máy in China nha anh em. Đó, hàng chính hãng là máy in China hết ha. Con này mới nó hình như 1.9 triệu. Mới nó 1.9 triệu. Mới 100%, không có gì để mà test đi mãi hết. Đây là hàng mới, hàng thanh lý của cửa hàng. Có ta catalog giấy bảo hành này đủ ha, full thục. Mà anh em nào có ý định mua máy mới ha, mua con này thì nó rẻ hơn máy mới khá nhiều. Rồi bộ này để anh em 1.350.000. Mã số 4 ha, 1.350. Hàng chính hãng của Boss ha nha, Zin 22 ha, số 4, 1.350. Đây, tiếp theo, đây là hàng, bộ này là bộ hàng bãi ha, hàng bãi Nhật. Này, nguyên Zin full bộ ha, gồm có một thân máy nè, hai pin nè, pin này nó còn cái dập luôn, hai pin một sạc ha, còn catalog luôn.
con này như mới luôn anh em ha. Cái này thì nó có cái đèn đây mà, này đèn hết pin rồi. Về anh em mở cái nóc ra, lấy cái này ra, xong mở nóc dưới này ra, mở cái nắp trên đây ra, thay pin ha, pin nó nhớ pin đồng hồ tròn tròn á. Đấy, đây là con Hitachi VWH14DML DML ha. À, DC1444, con này có than anh em ha. Dòng này dòng có than nha, có nắp than nè. Điều tốc từ 0 đến 2600 vòng ha. Con này hàng nội địa Nhật anh em ha. Đây nó có hai tốc nè. Đây là tốc chậm nè, kéo nó lên là nó chậm ha. Nè, điều tốc ha. Đây là tốc nhanh nè, kéo xuống là nhanh ha. Con này khá trâu bò nha nè, đảo chiều. Này bao anh em lập tôn ha. Bao anh em lập tôn. Con này nếu mà dòng về dòng có than á, dòng máy cỏ là con này là mạnh nhất rồi. Rất đẹp nha nè. Bộ này là coi như gần như mới luôn. Hai pin này, hai pin zin ha, em bao cầm. Đó, hai cục pin zin bao cầm, sạc bao sóng. Rồi, full bộ ha. Đây nó có cái nắp để đựng ốc vít nữa nè. À, đựng ốc vít ở đây ha. Khóa mở đầy đủ hết ha. À, khóa còn đầy đủ hết. Rồi, mã số 5. Bộ này đến này 1,7 triệu ha. Mã số 5 1,7 triệu ha. Tiếp theo là con mài nhắm đai ha. Mài nhắm đai Nitokuki Made in Japan ha. Con này cỡ nhám của nó chỉ có một phân thôi, cái bề ngang của nhám nó chỉ có một phân thôi. Này em bán nhiều rồi ha. Này em bán nhiều rồi. Đây là con Pelton ha, Nitokuki Made in Japan. Điện 100V ha, 140W. Con này khá mới nha anh em, ốc chích 7 màu hết luôn ha. Rồi, điện 100V nha anh em. Con này điện 100V ha. Cái nháo này anh em đặt trên Shopee nó có nha nè. Đặt Shopee có ha. Nitokuki. Rồi mã số 6. Con này khai xuân cho anh em giá 650 ha. Bình thường con này em bán 700.000. Mã số 6, 650. Rồi tiếp theo là một con mài khuôn. Mài khuôn hoặc là máy gio gì đó, có nhiều anh em nhiều anh em ngoài Bắc gọi là máy gio. Ở trong đây em gọi là máy mài khuôn ha. Con này cũng Hitachi nhưng mà con này đời mới ha, nó đổi thành Hikuki rồi. Đó, Hikuki. Cho nên em sẽ đọc thành là Hitachi Hikuki ha. Con này dây nguồn chắc được 4-5 mét. Hitachi Hikuki ha, GB4XA. Này điện 100V ha, 440W. 440W. Nhiêu vòng đây trời. Chỗ này nó mờ rồi nè. Như 24.000 vòng. Con này Made in Malaysia nè, đời mới tháng 8 năm 2018. Là sau năm 2018 á, giữa năm 2018 là Hitachi nó sẽ đổi thành Hikuki. Con này mũi của nó là mũi 6 ly ha. Ở đây nó có gắn một cái mũi zin nè, mũi này là cái bánh cước. Cước này độc lắm nè. Đây nó có cái bó này, nó không có bị ruột ra. Này mũi zin của Nhật luôn ha. Gắn cái bánh này thì nó hơi rung tại vì cái bánh này nó không có đều. Bánh cước này thì không có đều, nó hơi rung chút. Nhưng mà mài nó cũng ok thôi. Còn nó đánh dữ lắm anh em. Đánh mà cước mà anh em để mà anh em đánh mấy cái trong lỗ đâu là y luôn. Để em đánh cho anh em coi.
thẳng lên luôn ha. Mà cái mũi giò này, mũi khoan mài khuôn này nó có rất là nhiều loại nha nè, có rất là nhiều loại. Nó mài mũi bằng đá nè, mũi đá thì nó có mũi tròn, mũi nhọn, mũi dẹp, mũi từ lơ hết. Rồi nó có mũi mũi mài hợp kim, mũi hợp kim á, hợp kim nó vậy cũng có rất là nhiều loại, cả trăm loại mũi á, anh em xài được rất là nhiều việc ha. Rồi con này mã số 7, mã số 7 này để anh em 650 luôn, 650 mã số 7 ha. Số 7 650. Đài này bọn em mới về. Đây là bộ vít pin Hitachi 18V không than ha. Nó có 4 cấp chỉnh lực. Có đèn LED ha, có báo pin ha. Đảo có chiều điều tốc thắng từ đầy đủ ha. Pin zin. Cái này pin zin theo máy ha, pin 6A luôn nha anh em. Đó, pin 6A ha. Máy thì cực kỳ đẹp ha. Con này phải mới 90%. Nguyên zin 100% ha. Con này là con VWH18DDL2. À 18V là DC 18V không than ha. À, điều tốc từ 0 đến 2900 vòng. Con này hàng nội địa Nhật ha. Đó, có LED đây ha. Tắt LED được nha anh em. Đó, tắt này. Đây 4 cấp chỉnh lực nó nằm bên máy hông này ha. Này là cấp cuối cùng nè, là cấp tự động ha. Trở về số 1 nè, 2 nè, 3. Cấp cuối cùng nó là ngắt lực tự động nha anh em. Thắng từ đầy đủ ha, đảo chiều. Con này lúc trước có giá lắm nè. Con này ba búa, dòng này dòng ba búa nha nè. Makita nó có hai búa thôi, còn dòng Hitachi này là ba búa, siêu mạnh. Nó lực đập của nó đập một trong vòng 1 phút nó đập nhiều lần hơn là những thằng hai búa, tại nó có ba búa lực. Dòng này dòng ba búa ha. Con này trước nó mắc, giờ nó rẻ rồi. Trước thân máy con này không là bán 1,6 triệu, 1,7 triệu rồi. Và con này cũng khá đẹp, màu vàng. Pin zin 6A luôn ha. Cái con này á, anh em nào cần lấy con này là cục, này là cục pin zin ha, nhận sạc zin. Đó. Hiện giờ em chưa chuẩn bị kịp cục sạc, nếu mà anh em nào lấy sạc thêm thì cứ việc báo em lấy cho ha. Rồi, bộ này mã số 8. Là giờ hiện giờ là em bán thân máy với lại cục pin ha. Mã số 8. 1,7 triệu thôi. 1,7 triệu là chỉ mới bằng thân máy ngày xưa em bán. Đây là cục pin zin 6A ha, thân máy nguyên zin, anh như mới luôn. 1,7 triệu ha. Anh em nào lấy sạc nữa để anh em 2 triệu chẵn. 2 triệu chẵn ha. Nếu mà có sạc nữa là 2 triệu chẵn nha anh em. Mã số 8 1,7 triệu. Tại em rú bà rù nha anh em. Ba búa nha. Dòng này dòng ba búa ha. Không thiếu gì hết ha, móc treo móc máng gì đầy đủ hết. Mã số 8 1,7 triệu. Rồi, tiếp theo là một con máy lọng Makita ha. Lọng này 6 số điều tốc. 6 số điều tốc ha. Nó cái này là cái gài chết công tắc ha, bóp công tắc vô kéo xuống là nó gài chết lại. Đế nhôm. Con này đế nhôm ha. Makita 434304 ha. Con này giống hàng chính hãng nha anh em. 4304. Con này hàng nội địa Nhật, điện 100V ha, 580W, điều tốc từ 500 đến 3000 vòng. 500 đến 3000 vòng. Con này đá lưỡi 3 cấp ha. Nghiêng cái đế này nè, nghiêng 45 độ hai bên ha. Anh em xả con ốc dưới này ra, đây nó có con ốc lục giác nè, anh em xả ra là
nghiêng 45 độ được hai bên ha. Tặng anh em thêm một vị lưỡi nha, lưỡi này nó siết bằng con ốc cho nên em xài lưỡi nào cũng được á, lưỡi nào cũng được nha nè. Em ru và ru nha này, em ru và ru ha, mai khá đẹp, tặng em thêm dĩ lưỡi luôn. Rồi bộ này, con này mã số 9, mã số 9 con này đến em, đến em bộ này 750 thôi. Mã số 9 750 ha. Đây. Bộ này là bộ vít Makita 40V ha. 36 40V á. 36V 40V. À, đây là dòng vít mà đời mới nhất của Makita. Và mạnh nhất luôn nha nè, nhanh nhất của Makita luôn, cái nhanh mạnh hơn con 1.1, 1.2 luôn nha nè. Đây con này nó chạy mắc dòng nó tới 4.600 vòng lận, cái con 1.1 nó chỉ có 3.600 thôi, con này tới 4.600 nha nè. Đèn led là 4 đèn ha, 4 đèn. Bộ này hôm trước em bán là 4 triệu luôn. Đây nó có báo pin nè ha, à, báo pin led xanh luôn. Này nó có 4 cấp chỉnh lực nè, 4 chế độ. À, có cái nút đây nè, nó giống như 171 vậy. Cái nút đây để chỉnh tốc độ nhanh á. Dù nó đang mạnh anh em chỉnh, muốn chỉnh chậm mà anh em đang cầm một tay nè, không cần phải dùng tay khác, anh em bấm cái nút này. Đó. Là nó chậm lại. À, đây này số 1 là yếu nhất nè. Cái nữa là nó lên 4 số ha. Đảo chiều ha, chạy 4.600 vòng, rất mạnh ha. Đèn led thì anh em nhấn cái nút này mà nhấn lâu tí, à, nhấn lâu tí này đèn sáng ha. Anh em muốn tắt thì nhấn cũng nhấn về mà nhấn lâu tí, à, nó tắt. Đây là cái nút chế độ bắn vít gỗ vít sắt gì đó, là nút bên đây, nó cũng xài cái đèn 4 số này. À, nó tích hợp lại nó gọn hơn cái thằng 171. Con này không trở than ha. 36 tới 40V. Đây là TD002G. À, 36 tới 40V. Điều tốc từ 0 cho đến 4.600 vòng ha. Made in Japan nha anh em. À, dòng này made in Japan ha. Cái con này rất đẹp nha nè. Cực kỳ đẹp luôn. Pin là pin zin ha. Pin zin 2.5A. 40V có báo pin rồi ha, sạc zin ha, sạc zin. Sạc như mới luôn, máy mới 90% luôn. Cái bộ này hôm trước bán là 4 triệu. À, nay em khai xuân cho anh em giá 3.500.000 thôi. Mã số 10. Này mã số 10. Này em bán vốn nha nè, 3.500.000 ha, khai xuân. À, khai trương đầu năm em bán vốn con bộ này 3.500.000 ha. Lỗ công luôn, lỗ công dọn luôn. Mã số 10, 3.500.000. Dòng này là dòng đời mới nhất của Makita rồi nha, không có dòng nào mới hơn. Nó cũng mạnh nhất luôn. À, hình như cái bộ này em nghe nói là xài pin 18V vẫn được.
Hay là cái cục pin này xài cho máy 18V cũng được. Quên. Hình như cục pin này xài cho máy 18V cũng được. Nó với lại thằng 18V chân pin giống nhau. Rồi tiếp theo. Đây. Đây là con khoan bê tông GBH 2-26 2-28 ha. Con này nó mới 90% khoan bê tông mà nó mới cỡ này là hiếm lắm nha nè. Đây hai cái nắp trắng ở trên đèn, chưa có một cái vết cậy luôn ha. Con này máy in Germany. Này hàng nội địa Nhật ha. Máy in Germany. Còn hàng bãi Nhật lộn, hàng bãi Nhật, hàng này hàng Đức xuất Nhật. Con này điện 100V ha, máy in Germany 850W. Đó. Ba chức năng ha, nó có chế độ chống rung nè. Đây cái biểu tượng này là chế độ chống rung. Nó sẽ chống rung ra tay nè, nó không có rung tay á. Con này ba chức năng ha, đảo chiều điều tốc. Dây nguồn duyên theo máy luôn ha. Điện con này em vẫn bán zin 100V ha. Anh em nào cần lên 22 thì báo em ha. Này là chế độ khoan không có búa nè. À, điều tốc rất mượt ha. Đảo chiều nằm đây nha anh em. GBH 2-28 ha, máy in Germany. Thì đổi chức năng thì anh em cho nó chạy chậm chậm anh em hãy chuyển ha. Đây là chức năng vừa khoan vừa búa ha. À, chức năng cuối cùng là nó búa không mà nó không có xoay là đục á. Bao mạnh luôn nha anh em, dòng này phải là siêu mạnh luôn, dòng mạnh mạnh nhất rồi. Cái dạng khoan này là dòng 2-28 là mạnh nhất rồi nha anh em. Máy này là còn cực kỳ đẹp đó, tem bọng còn đầy đủ hết trơn á, một khoan bê tông kiếm con như vậy là khá hiếm, đẹp cực kỳ. Này, cái lưng nữa nè, à, gần như mới luôn á chứ không một vết xước luôn. Con này là trước em bán 2,4 triệu luôn. Con này mã số 11 11, để anh em 2,3 triệu đi. 2,3 triệu. Mười một, 2,3 triệu. Cái tiếp theo. Con này là con vét mép ha. Con này nó gần như mới luôn này. Đó. Sơn mướt rồi còn y nguyên, gần như mới luôn nha. Con này của Nitokuki, nó giống như con nhám đai nãy. Lưỡi là còn ok nha nè. Cái lưỡi này nó xài cái miếng giống như cái chip tiện nha nè. Cái chip tiện mà vuông vuông á. Nó có lỗ ốc bắt y như cái chip tiện vậy đó. Anh em cái lưỡi này thì anh em xài được 4 mặt luôn. Em mòn hết mặt này cái mình xay qua mặt khác, xay qua xay đủ 4 mặt luôn. Mặt vuông của nó có hình vuông vậy nè. Anh em cứ xay xay qua là nó xài được 4 mặt luôn. Mà nó hư anh em có thể thay cái chip tiện vô anh em ấy, còn không anh em mài lại. Này điện 100V ha. Nitokuki made in Japan ha. 100V 900W. Vét mép. Vét mép là để anh em vét cái miếng thép á. Miếng thép mà cái góc vuông của nó, anh em vét cái góc vuông của nó thành bầu lại, nó không có còn vuông nữa, để nó bầu cái cạnh lại. Này mấy anh em thợ cơ khí sẽ xài ha. Rồi em test máy ha. Con này là không có gì để bàn. À quên nữa, cái này anh em có thể xoay ha, xoay vòng 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 được nè. Cái đế này nè, em có thể chỉnh cái đế này chạy chạy nó nghiêng được,
là mình chỉnh được cái góc mà mình vét cái mép á 45 độ, hoặc là nó xéo hơn, hoặc là nó đứng hơn đó, tùy anh em ha. Nó có thể chỉnh nghiêng cái đế này được nè, chỉnh nó xoay vòng vòng được, rất đẹp ha. Tay cầm đồ đầy đủ hết, quá đẹp luôn. Con này mã 10 mấy người ta 12, mã 12. Con này để anh em 800.000. Đến một đời dân dương để đối lại một đời đầu hương. Ây da, đây con này bị bể gạch hồi trước Tết, anh kia chốt rồi mà mất tiêu, mấy người chốt luôn chứ. Ê, con mài hai đá, mài hai đá của Makita, con này đời mới, vỏ nhôm ha, nó nhẹ thôi nhưng mà máy lớn nha, đá 205 nha nè. Một bên đá mịn nè, bên này siêu mịn luôn ha, bên này đá thô. Đây là con mài hai đá Makita ha, 9308, 9308, điện 100V ha, điện 100V, 540W, điện 100V 540W ha, 3600 vòng, đá 205 ha, vỏ nhôm cho nên là anh em kinh tới kinh lui nó nhẹ. Nếu anh em nào mà ngại nặng á, ngại mà mấy con vỏ gan nó nặng á, thì anh em chơi con này ha, vỏ nhôm nó nhẹ hơn, nước sơn dương nguyên bản ha. Ấy da, ngồi lên gì vậy? Đây có cái gì đây ta? Cái nguồn máy ta zin theo máy luôn ha. Đó, nước sơn nguyên nguyên bản luôn. Nó chạy là siêu mạnh nha anh em. Thở này là anh bao anh em đè không đứng rồi ha. 540W là bao đè không đứng rồi. Bên đây đá nhuyễn nè ha, bên đây mã đá cực kỳ mịn luôn. Nghe tiếng gió thôi nha nè. Đá mịn mài đá láng lình. Con này chừng mười mấy ký rồi nha anh em. Nó không như nếu mà giật những con mà vỏ gan á, mà đá 205 con này á là nó 20 mấy ký rồi. Con này có 18-19 ký gì. Rồi để cần cho chắc. Mười bảy ký à, 17 ký à, nó nhẹ hơn mấy con vỏ gan nhiều lắm nhưng mà rất mạnh ha. 3205 bao anh em đè không đứng à. Trời này mã số 13, con này để anh em 2,5 triệu ha, 2,5 triệu bao ship luôn, 2,5 triệu bao ship ha, bao đè không đứng anh em, 2,5 triệu bao ship. Hai đá nó như mới luôn ha, hai đá nó chỉ hơi hơi mòn tí. Rồi tiếp theo em mới về được con máy phay Hitachi nữa nè. Con này hôm trước em có bán con rồi. Đây là con máy phay ha, phay gỗ á, Hitachi. Anh em ngoài Bắc người ta gọi là máy soi ha. Còn trong Nam này em gọi là máy phay. Hitachi M12BA ha. Con này có thắng. BA là có thắng nha nè. Điện 100V ha. 1140W. 25.000 vòng. Nó kẹp mũi 12 ly 7 anh em. Cái kẹp mũi này của nó nè, cái kẹp mũi này nè, nó giống với Makita ha, cho nên anh em có thể thay
thư là có thể thay. Họ em bán mấy đầu thông dụng thôi, còn có nhiều cái dòng đó, nó cái đầu mũi nó lại không có thay. À, cái này thì có thay ha, cái nguồn chắc được 4-5 mét gì nha anh em. Con này khá đẹp, để của nó nè, máy này khá đẹp ha. Tăng đưa thì anh em mở cái này ra, anh tăng đưa mũi lên xuống ha, xoay cái này nữa. Con này rất là đẹp ha, chạy anh em khỏi phải bàn, thang zin nó còn cổ góp y xì nguyên hết, thắng từ ha. À, thắng rất ăn ha, là thang nó không có vấn đề nè. Con nào mà thắng từ nhạy là thang với cổ góp nó không có vấn đề, nó phải là nó phải trơn tru hết, không có lửa thì nó mới có thắng. 25.000 dòng ha. Đây, con này để anh em 1,3 triệu thôi, hai xuân 1,3 triệu, mã 14, 14 ha, 1,3 triệu. À, mọc mấy năm nay bớt chứ mọc mà mấy năm mà còn thịnh, mấy con này mua tại bãi không đã 1,5 triệu, 1,3 triệu con này ha. Tiếp theo này em mới về được một con máy bào nữa, máy bào này là bào bào lớn 110 ha, tắc mốt nè, lưỡi tắc mốt lưỡi 110 mm ha, lưỡi này lưỡi thông dụng ha, giống với hàng, con này là giống với hàng Makita chính hãng á, mà hàng chính hãng hôm nay xuống rồi. Lúc trước á, cái thời mà mọc còn thịnh, con này tới 6 triệu mấy một con, mà là máy mới á, máy mới á, nên là nó xuống rồi, như còn 4 triệu mấy. Đây là con máy bào ha, 1911B. À, anh em có thể tra mã trên mạng, nó giống với hàng chính hãng nha. Lưỡi của nó là một tấc mốt. À, con này điện hàng nội địa Nhật ha, điện 100V, 1050W, 16.000 vòng. Máy này y như mới luôn, mới 90% luôn ha, ốc chích còn 7 màu hết trơn. Thôi để đẹp không? À, để quá đẹp luôn ha. Lưỡi bao đẹp luôn nha anh em. À, lưỡi bao đẹp ha. Rồi, lưỡi bao đẹp, dây nguồn nó được 5 mét ha, dây nguồn zin theo máy luôn nha, dây nguồn Makita. Cả êm ru bà ru ha, anh em thấy mấy ngóc cái này cũng 7 màu luôn, à, máy cực kỳ đẹp ha. Rồi, con này mã 10, 13, 14, 15. Con này mã 15. Mày để anh em, để anh em 750. À, con này cách đây 2 năm giá nó lại tầm 1,1 triệu, 1,2 triệu con. À, giờ nó còn có 750. 750. Tiếp theo đây, con này mới hàng hệ nè, con này hàng hàng Nhật xuất hàng, Nhật xuất hàng ha, nó 230V, 220, 230V. Nó giống hàng chính hãng mình á, hàng chính hãng mình đây cũng có, mà không biết nó phải máy in da băng không, mà con này máy in da băng nha nè. À quên, đúng rồi, hàng chính hãng của mình đây nó không có điều tốc. À, còn cái con này nó xuất hàng nó có điều tốc anh em, đó là do mình đặt hàng nha nè, Makita Việt Nam mình đây mình đặt hàng bên đó nó làm, mình không cần điều tốc thì nó nhập về là vào những dòng không có điều tốc. Cái dòng không có điều tốc không á, em nhớ giá của nó là 2 triệu mấy, còn cái dòng có điều tốc này thì em không biết, nó phải cao hơn ha. Đây là con Makita BO 4901 ha, máy rung nhám ha, rung nhám Makita BO 4901, điện của nó từ 220 230V ha, hàng Nhật xuất hàng, máy in da băng nha này, này máy in da băng ha, 330W, 10.000 vòng. Con này mới 90% luôn nha anh em, dây nguồn zin theo máy được 5 mét ha, mới 90% luôn. Đó, mới cực kỳ mới ha. Đây cái đế của nó. À, không biết nó có xài chưa.
Zin 22 ha, Zin 230V. Thay ổ điện Zin 22 ha. Mạnh lạnh lùng anh em, mạnh lắm nha anh em, mạnh cực kỳ luôn á. Dòng này là dòng máy trung ha, không phải máy nhỏ đâu nha anh em, dòng này là dòng máy trung. Cái thằng nhỏ kia thì nó chỉ có 170W, 180W thôi, còn này như là cái đế nó lớn hơn, đế nó lớn hơn. Để em lấy thước em đo, thước ở đâu mất mẹ rồi. Nhớ này nó lớn hơn. Tấc 1. Tấc 1 2 tấc 2 hả? Đúng rồi. Con này làm tấc 1 2 tấc 2 ha. Máy chung rồi. Máy này 330W, nó rung nhám mà 330W là mạnh, con này mạnh thiệt. Chạy ghế hùng 10.000 vòng. Con này thì mắc nha anh em. Con này mã 15 16 16, con này để anh em 1.200.000, 1.200.000 chắc bằng được 1/3 giá mới, chưa tới 1/3. Hàng này hiếm, hàng của hàng về mà nó mới như vậy hiếm. Hàng bãi hàng 230V này, nó kẹp nhám nha anh em. Hai bên này nó có hai cái kẹp nè, kẹp nhám ha, kéo này ra, kéo ra nó hạ cái càng ra này ha, xong rồi siết lại. 1.200.000. Ai tiếp theo đang bán đồ 22, bán luôn con này đi. Con này em sẽ khai xuân cho anh em giá 1.900.000 thôi, 1.900.000. Đây là con GBH 2-28 ha, khoan bê tông 2-28 DV. Con này hàng chính hãng, hàng này là em mua hàng thanh lý công trình ha. Hồi đó em lấy em mua cái công trình đó là hai công trình chứ, là mười mấy con đó. Nhưng mà con này thì nó ngoại hình nó hơi xấu đó, ngoại hình thì nó hơi chạy trụ ha, nhưng mà gột ra em bao em còn zin nguyên zin 100% ha, than zin nó còn hơn nửa cục luôn. Bình thường mới bán con này như nãy anh em thấy con G2-28 mà hàng nội địa nó đã 2.000.000 rồi. Con này em khai xuân cho anh em giá 1.900.000, Zin 22 ha, cho anh em đi công trình. Cái công trình nhà nước thì nó xài cái chui ba chân ha. Về đây mình em thay cho nó cái chui này, chui chống vỡ có đèn báo ha. Chui này 20.000 một cái rồi. Để em ghim điện cho anh em coi nè. Đó, nó có đèn báo nè ha, chống vỡ nha nè, búa đập bể luôn. Điện 22 ha. Hàng này đương nhiên là máy Enchina nha nè, hàng chính hãng là máy Enchina ha. 800W. 820W. 820W. GBH 2-28 DV ha. Đây là chế độ khoan không búa ha. Đảo chiều ha, chuyển chế độ này là vừa khoan vừa búa. Đây là chế độ búa không ha. Bao mạnh em ha. Đó. Khai xuân cho anh em giá 1.900.000 thôi. Mã 17. 1.900.000 thôi. Nó cũng có chế độ chống rung nha này, 2-28 là nó có chế độ chống rung hết ha. Này cũng còn tương đối chứ không có nổi, là do mấy anh Việt Nam mà mình xài dục nó chạy tủa đây, cái dục gan của nó thì còn zin hết á.
Cái tay cầm này thì mấy anh không xài, mấy anh gửi ra, cho nên là khi bán mình mua thì mấy anh đưa cho mình đó là nó chưa xài luôn, tay cầm chưa xài luôn, giá 1,9 triệu này. Rồi tiếp theo, tiếp theo anh sẽ bán con này đi. Này em có hai con nhắm tăng ha, một con 9401 với một con 9403. Đây là con 9401, ốc vít cùng 7 màu nè ha. Đây là ngày xưa mấy anh làm mộc mấy anh xài con này, nhưng mà sau này là mấy anh cơ khí cũng xài, anh cơ khí mấy anh để đánh đánh láng cái mặt phẳng kim loại á. Mấy anh vẫn xài được ha. Còn mấy anh mộc thì mấy anh để đánh đánh mặt gỗ. Makita ha, 9401. Cỡ nhám của nó là nhám thông dụng nhất trên thị trường ha, 100 nhân cho 610 mm. Điện 100V ha, 940W. 350 m nhám trên 1 phút. Nhám này nó chạy 350 350 dòng trên 1 phút á, 350 m. 350 m nhám trên 1 phút, dây nguồn nó được 5 m ha. Con này khá đẹp nha anh em. Đó, ốc vít 7 màu hết rồi ha. Đấy. 350 này là túi bụi zin luôn ha. Túi này có bán nha này, bán lồ lô đồ xịn gì cũng có. Con này nó nặng tới 7 ký mấy 8 ký rồi. Nó khá nặng ha. Đồ này là bao trâu bò. Dòng 9401 này là trâu cực kỳ luôn ha. Rất là bền. Con này mã 18. 18. Con này khai sưng cho anh em giá 1,9 triệu nè. Bình thường em bán 2 triệu. Đó, khai sưng cho anh em giá 1,9 triệu. Zin 100% nha anh em, rulo đồ zin hết ha. Chứ không phải là rulo mà thay rulo đắp gì hết. Thường những con này mà cái rulo cao su của nó mà hư là nó mất giá trị. Mười tám 1,9 triệu ha. À, tiếp theo là con này. Con này là 9403, đời nó mới hơn. Đây túi bụi của nó. Túi bụi này túi bụi mới nha này. Túi bụi mới à, hàng chợ thôi. Em gắn cho nó có này. Đấy. Đây là con 9403. Nhám của nó cũng là nhám thông dụng ha, 100 nhân cho 610 á. Con này là hàng nội địa Nhật, điện 100V. 9403 Makita nè. 1200W ha. Tốc độ của nó sẽ nhanh hơn con hồi nãy. Con này là 500 m nhám trên 1 phút. À, tốc nó nhanh hơn. Nhưng mà xét về độ trâu là con hồi nãy trâu hơn. Dính gì trời. Con nãy trâu hơn, con này thì cũng mới ha, mới chắc à. Đó. Nhìn cái nước sơn rồi là biết nó mới chắc à. Cực kỳ mới luôn. Đây, test máy dây nguồn cũng được 5 mét ha. Em ru. Con này thì nó mắc hơn anh em. Bãi nó bán mắc hơn thì em bán mắc hơn. Con này được có cái là cái túi bụi này nó xoay vòng vòng được. Vậy là nó nhanh hơn nè. Nhanh hơn thì anh em xài, anh em làm nó nhanh hơn. Con này tem đỏ nè, Makita 9403. Cái này cái đầu chỉnh nhám nè. Con nãy cũng có nha, con nào cũng có đầu chỉnh nhám, cái đầu mở nhám ra. Rồi, con này mã 19. 19. Con này để anh em 2,4 triệu đi. Bình thường bán 2,5 triệu. Đó, này để anh em 2,4 triệu. Chuyển khoản trước em bao ship luôn ha. Hàng của em 100% chuyển khoản trước em bao ship ha. Ship COD có cọc nha anh em. 2,4 triệu.
Rồi, tiếp theo bán gì đây? Con này đi. Đây là con máy bào. Bào này là chuyên bào sập. Bào mặt sập á, bào bào mặt sập, bào chiếu rồi á. Thì nguồn được 8 mét. Đây là con máy bào lưỡi lớn nha anh em, lưỡi 1 tấc 7 170 á. Con này đời vỏ nhựa luôn ha. Mã của nó là 1806B. Makita nha, Makita 1806B. Hàng nội địa Nhật, điện 100V ha, 1200W, 15.000 vòng. Hàng nội địa Nhật ha. Cái đế nó dài miên man. Màu 170 này đế dài miên man. Đế dài bao nhiêu? Này là 40 này. 40 với khúc này nữa. Ồ, đế nó dài 52. Đế nó dài tới 52 là nha. Dây nguồn thì dài cũng miên man ha. Máy khá đẹp. Đó, ốc vít cùng 7 màu hết trơn ha. Còn cái đế, có cái đế nó rồi. Đó, đế bao đẹp luôn. Lưỡi hơi rỉ một chút thôi chứ không mẻ nha nè. À, nó rỉ chút thôi chứ không mẻ ha. Cái lưỡi này nó có chỉnh lưỡi nhanh nè. Nó có hai con ốc đây nè. Đây chỉ cần xả mấy con ốc này ra. Đó, xong mới anh em dặn con ốc này, anh em dặn ra thì cái lưỡi chạy ra ha. Dặn vô cái lưỡi chạy vô. Đây, test máy. Điện 100V nha anh em, hàng nội địa Nhật ha. Bao êm, mày bao mạnh luôn, chuyên bào mặt sập ha. Con bào lớn này thì anh em bào nó sẽ nhanh hơn những con bào mà lưỡi nhỏ. Máy khá nặng ha. Con bào 170 này nó sẽ mắc hơn con mấy con bào 136 với 155 nha. 170 này nó hiếm rồi. Con này mã 20. 20. Này để anh em 1,6 đi. 1,6 ha. Giờ nó rẻ nhiều lắm rồi đó. Chứ con này mà đẹp đẹp tí phải 2,5. 20, 1,6. Rồi, tiếp theo. Đây là con mài nhắm băng. Mài nhắm băng mini của Ryobi. Hàng con này hàng nội địa Nhật ha. Ryobi, mã nó là B25T. 25 là cái bảng nhám này. Bảng nhám này là bảng nhám 25. Khổ của nó là đây, cái khổ nó nè. 25.4 nhân cho 764 mm. Cái nhám này nhám thông dụng nha anh em, nhám này anh em mua trên Shopee có. Giờ anh em mua nhám cỡ nào cũng có trơn. Con này điện 100V. Con này em hãy đấu lên 22 cho anh em nè. Con này điện 100V ha, 554 150W. Đấy 180W, 180W của Ryobi ha. 180W. Khổ là nhám của nó là 2,5. À 25.4 anh. 25.4 mm. Điện 100V ha. Này anh em có thể mài dao hay mài chi tiết kim loại hay mài dao kéo gì cũng được. 25.4. À cái này là cái này có thể chỉnh mở ra. Đó nó nghiêng ha. Này chỉnh nghiêng được. Xong xiết nó lại. Tùy theo mình muốn chỉnh nghiêng bao nhiêu mình chỉnh. Xong xiết nó lại. Con này có thể đấu lên 22 nha nè. Con này còn khá đẹp á. À, nó nhỏ gọn nè. Anh em nào muốn xài việc nhỏ nhỏ thì chơi con này cho nó rẻ. Nhắm băng thì nó rất là mắc.
Nấm băng này rất mắc, mà con này thì nó rẻ, đây nó mini thôi. Đó. Rồi. Này mã 21. 21. Con này để anh em 1,5 triệu. Con này bình thường phải 1,7 triệu. Em khai xuân rồi, bán nghe rẻ thôi. 1,5 triệu. 21 1,5 triệu ha. À, tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo là con này là hàng quốc dân. Hàng quốc dân ha. Đây là con cắt gốc. Anh em để cắt nhôm, cắt gỗ ha. Cắt gốc Makita NLS 1040. Thì cái thằng 1040 nó khác cái thằng 1030 chỗ nào ha, là con 1040 này nó có nghiêng nghiêng 45 độ một bên. Đây anh em đẻ này xuống kéo nút này ra là bật cái cổ lên ha. Đó, lưỡi con này là như mới luôn nè. À, lưỡi như mới luôn ha, lưỡi zin theo máy luôn nha nè, 100 răng. Lưỡi này lưỡi đa năng này, cắt nhôm cắt gỗ luôn, nó có thương có hiệu nha. Đây hiệu nó đây, cái gì Holus gì đó. Lưỡi này là lưỡi 260 mm ha, dày 2.6, 100 răng. 100 răng á, anh em muốn xoay cái này á là bấm cái này, bấm này xuống nha, mở tay này ra, mở ra nhấn này xuống đó, xoay anh em buông ra nó sẽ nhảy ha, nhảy độ đó tới 0 độ, 15 độ, 30 độ, 45 độ nó sẽ nhảy. À, con này cũng còn khá đẹp ha, nhìn nó vậy thôi chứ gục gan của nó em cũng mở em kiểm tra rồi, than zin nó còn luôn ha, cổ gớp không mòn. Anh em muốn nghiêng á, cái này nó xoay được 45 độ hai bên ha, em muốn nghiêng á thì kéo này xuống nè, đấy nó nghiêng 45 độ một bên. Con này có sắn từ ha, dây nguồn được 5 mét, dây nguồn zin theo máy luôn, con này nguyên zin 100% á, không có lai gì hết. Con này là Makita NLS 1040 ha. Xoay 45 độ hai bên, nghiêng 45 độ một bên. Điện 100V ha, 1430W. 4600 vòng. Sử dụng lưỡi là từ 240 đến 260. Cái lưỡi zin theo máy này là 260. 100 răng. Như mới luôn nha, không mẻ răng nào hết. Đó, không mẻ răng nào hết ha. Rồi, test máy. Này là hàng quốc dân rồi. Hàng mà rất là thông dụng á. Có thắng từ ha. Rồi. Quan quá êm. Xây dòng cho anh em coi chứ quên đây, nói còn liên lạc hết duy nguyên zin 100%, không lai gì hết trơn nha, này không lai một con ốc. Đây con này mã mấy ta, 21 22 22 22 con này để anh em 2,5 triệu. Con này có nghiêng 45 độ một bên ha, xoay 45 độ hai bên. 2,5 triệu. 2,5 triệu. Tới em này. Ai da. À, em mày nặng lắm nha anh em. Đây là hàng công nghiệp ha. Con này là con nhám băng Yodogawa. Yodogawa ha. Con này điện zin của nó là 3 pha 200V. Em đấu lại 22 rồi ha. Đấu 22. Chạy điện gia đình mình điện 22 trực tiếp ha. Con này là 1020W. Đó.
Nhưng mà mình đấu lại 22 thì nó còn khoảng 800W. Gắn tù vô nữa là còn khoảng 800W nha nè. 800W là bao mạnh luôn ha. Này nó nặng tới 32 kg. 32 kg. Nó tốc độ của nó tua nhanh ha, 3600 vòng. 3600 vòng ha. Nhám này của nó là nhám thông dụng ha. Là nhám này zin theo máy luôn nè. 100 nhân cho 915 ha. Em đặt ở đâu cũng có, Shopee, Lazada gì cũng có. Đây là con Yodogawa Denki Senko. Hàng nội địa Nhật ha. Nó có quạt 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 giải nhiệt luôn ha. Đây là cái mở nhám này. Kéo này xuống là cái này nó thấp xuống là em lấy nhám ra. Nghe mấy con nhám băng là em dán đây hết à, dán cái miếng ở dưới lớp nhám này nè, dán miếng chì nè, miếng chì của con nhám tăng á, để cho nó không bị sốc và nó bền nhám hơn ha. Nó mà khi mình đè vô mình mài nó êm, thì còn cử luôn ha, cử này của nó bắt kiểu này nó mới xài ốc, kiểu này thì anh em dễ chế hơn. Đây, bên đây nó bắt hai con ốc ở đây, đây hai con ốc nữa đó, nó rời nhau. Ừ, nước sơn dương nguyên bản ha, bà nặng 32 kg. Cái con ốc này là ốc chỉnh nhám á, chỉnh nhám chạy ra vô á đó. Con này còn rất là mới nè, nó thấy cái miếng này nó còn 7 màu luôn nè, ốc dưới đây cũng còn 7 màu nè, rất mới. Nước sơn dương nguyên bản luôn ha, em bộn nó còn đầy đủ ha. Trong đây nó cái chỉ có cái lọc cái chụp gió này nó hơi chạy chút xíu thôi, còn máy là còn đẹp ha, nguyên zin hết nha, kể cả cái tờ nhám này cũng còn zin đó, dây nguồn zin luôn. Nhưng mà cái dây nguồn này á gắn với chuôi va pha đó, cho nên là em thay cái chuôi chống vỡ có đèn báo vô ha, cho anh em xài gia đình ấy, anh em xài ổ điện bình của mình, chứ còn cái chuôi của nó thì anh em xài không được. Con này là hàng công nghiệp rồi nha anh em, bao mạnh ha, rất là mạnh. 800W là mạnh, nếu mà còn 1020W mà em đấu qua 22 thì còn 800W là rất mạnh. Chạy siêu êm luôn á, xả ra miếng nữa. Chạy điện 22 á, nó 200V, xài 22V4 thôi. Con này đây là cái mà tháo nhám nè. Con này nó có thể nghiêng cái này xuống 45 độ nha nè, mở hai ngóc như nè, đây con ốc với bên đây con ốc, mở hai con ốc ra là nó nghiêng được. Xong rồi nó nghiêng xuống là nó có cái lỗ ốc bên đây, đây mình bắt vô cho nó nằm xuống, rồi nhám đứng lên một nằm xuống ha. Nặng 32 kg, con này thì mắc rồi. Em còn một con nữa, em còn một con điện 100V nữa, 510W. Con đó thì rẻ hơn con này ha. Con này thì mắc hơn. Con này mã 23. 23. Con này để anh em 6 triệu em bao ship. 6 triệu bao ship luôn nha, 32 kg lận. 6 triệu bao ship. Hai mươi ba, 6 triệu bao ship ha, nặng 32 kg, nguyên zin 100%. Ai da, ai da, à nó nặng. Ơi con cuối cùng, con cuối cùng này là con khoan bàn Ryobi ha.
Con này không biết bể gạch mấy lần mà nó. Đây là con khoan bàn cao 6 tấc ha, đầu 13 ly. Hành trình khoan xuống của nó, hành trình khoan xuống nó được 5 xăng ha. Đầu 13 ly. Con này là của Ryobi. Ryobi này là hàng T, mã của nó là TB1131K. Điện 100V ha. Con này đấu lên 22 được nha anh em. Con này đấu lên 22 được. 190W ha. À, đầu 13 ly. Con này anh em nào cần em đấu lên 22 cho ha. Đây, nó có cái khóa mở đầu khoan nằm đây là ha. Nó gài vô đây. Nguyên zin hết ha. Đó. Trong này như mới luôn á chứ. Rất đẹp nha anh em. Nước sơn như nguyên bản nha, em không bán hàng sơn lại ha. À, nguyên zin. Rồi, test máy. Đầu 13 ly, cao 60, hành trình khoan xuống được 5 xăng. Chạy êm như chó thở ha. Lên xuống nhẹ nhàng ha. Còn cái bàn này anh em muốn lên xuống thì mở này ra. Mở cái này ra xong kéo lên. Kéo lên em siết lại, muốn lên bao nhiêu anh em siết lại ha. Con này nó nặng nặng 20 kg lận. Rồi, con này mã 24. 24. Để anh em 2,5 triệu ha. 2,5 triệu chuyển khoản trước em bao ship luôn nha. Chuyển khoản 50% bao ship luôn. Đây đi. Mã 24, 2,5 triệu. Đây. À quên. Em còn con cắt gỗ, lưỡi 4-15 nè. Của Makita ha, lưỡi không mé răng nào luôn. Cắt 4-15, cắt sâu 16 phân ha nè. Hôm trước Tết có anh kia anh chốt rồi mà. Anh nói để qua Tết anh chuyển khoản mà em nhắn lại anh nhìn luôn. Anh em nào cần thì hủ em ha. Em coi lại cái clip trước giùm em. Đó, cắt gỗ lưỡi 4-15, cắt sâu 16 phân. Lưỡi zin theo máy, lưỡi Makita zin theo máy luôn ha. Con đó giá 2,5 triệu em bao ship. Rồi, em kết thúc clip ở đây ha. À, anh em nào quan tâm con nào thì chụp màn hình gửi tin nhắn bên Zalo cho em ha, hoặc gọi điện trực tiếp cho em. Số điện thoại gọi trực tiếp và số điện thoại Zalo chỉ có một thôi nha. 0397146414 ha. Rồi, chào anh em, hẹn anh em lại clip sau ha.